gió to quá các bạn ạ, mình không dám đứng bên ngoài nữa, phải đi chui vào trong bên trong cửa này. Mở cửa ra nghe tiếng này, nghe sợ không? Quá khủng. Chào các bạn, cập nhật tình hình bão lũ cơn bão số 3 này. Nay đang còn khoảng gần 2 tiếng nữa bão mới đổ bộ vào đến đất liền, đang cách bờ biển khoảng hơn 100 km. Và tình hình gió lốc, mình đang đứng ở trên tầng 3 của nhà mình đây. Cây cối cũng đã đổ gãy một số rồi. Đường xá thì đang nước bắt đầu đang dâng lên rồi. Ra ghi thật khủng khiếp đúng không? Cây cây ấy này gãy rồi nè, cây sung này gãy rồi nè. Bên kia cái cột đấy của nhà biên phòng không biết là có ảnh hưởng gì không đây. Ôi, nhà nào đang giặt lũ kia. Ui, mái tôn nhà kia kìa. Ôi, mái tôn nhà kia sắp bay kìa. Ui giời. Đang bắt đầu lật rồi này. Ôi. Đấy. May quá nhà mình mặt đằng sau chắc không vấn đề gì đâu. Không. 11 giờ 14 à. Chuẩn bị bão mới sắp vào mà đã bắt đầu xóm đã cây cối ngoài kia kìa, cây bàng kìa. Ui, cây bàng ngoài đầu xóm kìa. Bắt đầu gãy rồi. Bố nhìn cây kia của nhà không hút rồi. Đấy, ở giữa thung lũng thế này mà nhà mình còn cuộn như này mà. Có nhà mình này, xem cái mái tôn nhà kia kìa. Nhưng cái góc ngoài đấy là chắc là bên đằng sau kia còn rất là nhiều, đằng trước mặt còn nhiều tôn nhưng nó chưa lật được đâu. Đóng rồi bác. Ấy, ấy cái mái tôn. Ui. Thêm chắc là tí nữa bão vào đến nơi là chắc cái mái kia sắp bay mất thôi. Rồi ok nhá. Sẽ cập nhật sau vậy. Ui trời ơi. Này rồi, cập nhật tình hình bão. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ 30 các bạn ạ. Bão đã chạm đất liền rồi đấy. Và xung quanh xóm nhà mình đây, mình định phát trực tiếp nhưng mất điện, không còn sóng dung lượng 3G 4G nữa các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Gió rất là to đây. Cái mái tôn bên nhà bác hàng xóm nhà mình đây, mái tôn nó bắt đầu chuẩn bị sắp rơi ra đây rồi các bạn ạ. Cái mái nhà bên kia kìa. Vừa nãy thì còn một ít nữa. Đấy nhưng bây giờ là đấy, bây giờ là bung ra rất là nhiều rồi. Bên nhà bên thấp để trồng lan như cũng thế này. Đấy, cũng bay hết cái mái tôn đi rồi này. Đấy. Hoa lan của nhà hàng xóm này các bạn này. Đấy. Gió nó đánh cho này, hoa đang đẹp nó đánh cho tơi tả hết rồi. Trung tâm Hạ Long mà còn như thế này thì cũng là các bạn là đồng nghiệp ở ngoài Cô Tô rồi thì Móng Cái thì đưa tin này cũng là sức kinh khủng thật. Nhìn ra đây xem này. Đang đi ạ. Cái mái tôn kia chắc sắp bay mất rồi. Mái tôn bên nhà xóm kìa. Rồi mình sẽ lại cập nhật sau nhé. Bây giờ đang là 11 giờ 30. Ok các bạn. Sợ. Sợ chứ, cả nhà đang cập nhật tình hình bão tại nhà đây. Đang xem hy vọng cái sức gió nó không làm cho cái mái tôn nhà hàng xóm kia bay. Ôi, ôi, lật ngược lên kìa. Hy vọng nó sẽ không bị bay, chứ bay xuống là nguy hiểm lắm. Vào người nọ người kia rồi thì vỡ nhà người khác nữa, nguy hiểm lắm. Đây này, nhà bà Lợi này. Đấy, nhà bà Lợi bay xuống đây rồi này. Nhìn thấy chưa? Vừa nay bố đứng ở trên tầng 3, bố nhìn thấy là nó sắp bay xuống rồi này. Cái tôn mà nhà bà Lợi cho, cái nhà mình cho. Con nhớ có cái ống nước để nó nối với lại cái bình kia mà. Thằng đang theo dõi cái mái tôn này nhá, nguy hiểm quá. Bay rồi các bạn ơi, ui bay rồi. Ui, ôi, mái nhà bà Lợi bay sang bên hàng xóm rồi. Ui, lợn hết cả tóc gáy lên. Cái bên kia cũng thế kìa. Nó phi thẳng sang nhà mình. Không, nó vừa bay sang kia rồi. Kia mà, một cái kia sắp sửa kìa. Kia kìa, cái mái tôn kia thì bay thẳng rồi kìa. Mái bên kia là bay rồi kìa. Nhưng mà nó sức gió tàn phá kinh quá. Bay. Ôi.
ui, nó giật cho hai giật này nữa thì bay rồi. Ui. Ui, đấy bay rồi, bay rồi. Nhà bà Lợi bay xuống cái mái tôn bên này rồi. Cây bàng ngoài kia kìa, cây bàng xuống mình kìa. Chưa đóng, 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 chưa đóng được, không có rốt. Gãy rồi. Ừ. Sao? Ôi. Biết ngay mà, bơ bay này. Nó bay như kiểu là trình ván ấy. Ừ. Cái bàng ngoài kia nó gãy luôn rồi kìa. Ôi trời ơi, không biết là nhà bà nào đây. Gió ơi, bà Lợi, mình chơi nhà bà Lợi đấy. Không phải là do con người nữa. Cũng đã chẳng buộc chặt, chặt lắm rồi nhưng mà không... Cái này thì không thể chấp nhận, không thể đổi tại ai được. Do thiên tai thôi. Nhưng mà không ảnh hưởng đến thiệt hại về người là may rồi. Nguy hiểm quá. Em có nghĩ an toàn nhất là cái nhà trong này này. Tại vì nó được cây cối và... Cây cối đổ. Cây cối nó mới nguy hiểm hơn ạ. Rồi. Ấy, cái máy kia là tắt. Tắt bung rồi. Ôi. Phát này là phát chốt rồi. Lật phát này là hết rồi, còn mái bên nhà bà Lợi là bay xuống dưới hết rồi. May là không có người đi, có người đi ra. Có người đi xuống dưới, chắc bác Thế. Chắc bác Thế. Ờ đúng rồi, Thế. Gió này nguy hiểm quá. Gió này là 11 chưa bố? Phải cấp 11, 12 đấy. Cái kia là coi như là bay hết rồi nha, chỉ một lúc nữa là bay ra ngoài luôn. Ui, bay này. Ôi, nhà mình đang theo dõi cái mái nhà bên hàng xóm này. Từ lúc đầu đến giờ này. Còn mấy nhà bên cạnh là mái tôn là bay hết rồi. Hy vọng nhà mình không vấn đề gì. Mấy cái mái bay sang nhà hàng xóm này. Mấy cái tôn nó xây lên. Bay từ bên này một phát ăn rồi. Ơi, bây giờ cái kia là nó bị gập xuống rồi nhá. Nó gập xuống rồi chứ nó không ngửa lên nữa đâu. Gập xuống an toàn. Gập xuống còn an toàn hơn. Xóm nhà mình là gãy rồi kìa. Rồi nhà mình hai bố con mình lại xuống tầng 2 đi. Cập nhật theo từng tầng một nhá. Có cả sấm sét kìa. Cái tôn. Ơi, có sấm sét này. Cái tôn kia sắp bay kìa. Đấy. Bay thẳng ra mình sao? Đây là sắp bay rồi này. Nếu mà thêm một trận nữa là bay. Thêm một trận đó nữa là bay. Ừ. Đấy, nhà kia là bay bắt đầu lại ngược lại rồi nhá. Bắt đầu nó tốc ngược cái mái bên trên kia rồi nè. Đứng ở tầng 2 thì không nhìn thấy. Tí lên tầng 3 bắt đầu mới nhìn thấy. Cái gập xuống thì nó lại không bay được nữa. Nhưng mà cái ngửa lên là bắt đầu nó lại hất tung lại ngược rồi này. Kiểu này sẽ bay ra quốc lộ 18. Cập nhật hai bố con lại cập nhật tình hình ở bên hàng xóm đằng sau nhà này. Trước bão thì cửa tùm. À đằng sau cửa nó che, cái cây sung nó che vào cửa nhà mình là tùm kín mít luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đang gãy hết rồi nhé. Bạt của nhà ông Đức hàng xóm, ông khu trưởng đấy, là bung bét hết rồi. Hai bố con sẽ cập nhật tình hình cho mọi người xem. Mấy cái tôn gà trong chết hết. Gà ở trong cái chuồng này không chết được. Ừ. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ trưa nhé. 12 giờ trưa mà nhìn như kiểu 6 giờ tối. Ở trung tâm bão đúng không? Đấy, đây nó xả xuống này. Đây ở dưới đằng sau này là tầm thấp thì nó không thiệt hại mấy. Nhưng bên trên mấy cái nhà trên cao kia là thiệt hại rất là nhiều luôn. Mái tôn mấy chiếc bay. Lại hai bố con mình lại lên trên đi. Vào cái tét nước nhà bà cơ, nó lật ngược lại cơ, nguy hiểm lắm. Vâng, may nước nó đầy nó không bay đi đấy. Cái mái bên kia là bay, sắp bay rồi kìa. Ui, dã man quá. Ghế ghiếc là cũng bay sang hàng xóm hết rồi. Nó đang cập nhật tình hình cái mái tôn kia xem thế nào.
xóm đang gặp nói chuyện với nhau này. Ui, đúng không? Ôi, cái mái gập kia cũng lại bắt đầu ngửa lên rồi. Quả này nữa thì là chắc là bay sạch mất ra ngoài quốc lộ 18 mất rồi. Đấy, đấy. Nó lật lại này. Cái này thì có biết thì cũng chả làm gì được. Cứ kệ nó thôi. Và đảm bảo an toàn cây không nhá. Ờ, đang mắt bão đây. Bây giờ đang là 12 giờ trưa rồi. Là tầm 1 giờ chiều là sẽ là trung tâm của bão vào đến đất liền luôn. Đây, cây bàng ngoài đầu ngõ kia là gãy hết rồi. Cây bàng đầu ngõ chỗ, ôi, một cái tôn tít ở đằng kia nó bay xa, tít ở trên đầu dốc giao thông, sợ thật, nguy hiểm. Cái nhà bên này mấy cái tôn là cũng đang sắp bay rồi, còn một tí nữa thôi. Không biết nhà ai bây giờ còn phơi quần áo kìa. Đây ở cái nhà này là hướng đúng cái chọn cái luồng gió này. Khe này đi. Bên kia mới ảnh hưởng chứ bên này thì lại không sao. Mặt bên này lại không sao. Cái gió mặt sau thôi, mặt sau của nhà thôi. Cái gió nó hòa cùng hơi nước đây bố. Ờ, ấy. Bố nhìn nó hòa cùng hơi nước rồi đó. Đấy, nhìn ra đường cái khe này, nhìn ra đường quốc lộ 18 này, cây gãy này, biển báo kìa. Quạt và lợi kìa. Ờ, quạt và lợi. Đấy. Ôi, thôi, sao này nữa thì chắc nhà kia bay rồi. Ờ. Dài chứ. Dài nhờ. Cái này là... Ôi. Quá dã man. Là cơn bão lịch sử, phải lưu lại cái khoảnh khắc này, sau này còn xem lại chứ không thì sau này trên tốc độ giao thông nguy hiểm luôn. Ờ, sau này không nhân cái nhà kia. Ôi, cây bố trên kia kìa. Đâu? Trên kia gió cứ như vậy. Bay rồi, mất rồi. Mất ra đường quốc lộ 18 rồi. Ra quốc lộ 18 rồi. Cái nhà bên hàng xóm kia, bên cạnh kia cũng bắt đầu tôn cũng bắt đầu lật lên rồi. Đấy. Nghe cái tiếng sợ không? Dọn hết cả gai ốc bên này. Nghe dã man thật. Đổi hết ra gai ốc. Đấy, cứ vài phút lại có một trận cuồng phong đến. Rồi. Có ở nhà người ta cũng không làm gì được cái tình huống này được. Người ta cũng mặc kệ thôi. Cầu nguyện thôi. Cầu nguyện cho bão nhanh đi qua thôi. Xong. Mái nhà bác Toán này, nhà cô Quỳnh gì đấy. Lại bay sang hàng xóm. Ô thôi đi vào ướt. Ôi trận này nó bay cả nóc luôn. Đâu? Ông không nhìn thấy mấy cái khe hở à? Ờ nhờ. Ờ ôi, đúng rồi. Cái nhà này một lúc nữa là cháu bay cả nóc thật đây. Đây này. Đấy. Cái nhà có mái tôn thùng xốp ở trên đằng sau này này. Cái khe bằng đằng trước kia là nó đã bập bềnh rồi kìa. Đúng rồi. Rồi. Ê. Hy vọng. Đấy, nó bắt đầu nó ngửa lên rồi. Hy vọng bão nhanh đi qua đi không sợ bão, quá. Bão này nó phải dừng ở tôn nhà kia là bay rồi nhá. Đấy, vẫn còn dây chằng thôi, coi như là bay ra khỏi mái nhà rồi. Cả nhà đang mở cửa hy vọng bão sẽ đi qua nhanh mà nhìn sợ quá. Hai bố con cứ lúc tầng 2, lúc tầng 3 lên xuống thôi. Bây giờ làm gì còn sóng mà điện nữa. Ngoài đảo thì nguy hiểm rồi. Ông bà, nhà ông bà ngoại ngoài đảo nữa thì tôn rất nhiều như thế, nguy hiểm lắm. Gió trong này còn chẳng trụ được cái chứ lại. Gió lắm. Kia kìa, chắc chắn là nếu mà cứ như một lúc nữa thì cái nhà kia cũng sẽ bay cái mái.
sợ chưa? Cái nhà mà có cái năng lượng mặt trời thì cũng đang bắt đầu có hiện tượng là bung bung rồi kìa. Sợ chưa? Cập nhật lúc 12:30 các bạn nhá. Đường này, đường cây, lá cây với lại máy tôn nó rơi, nó bay xuống đây này. Vẫn may là cái ô tô kia chưa có vấn đề gì. Ui, ui, trời ạ, nghe kìa, lại dở ra gai ốc lên. Ui, bay, cái máy nhà kia là chắc sắp bay rồi. Ui, ui, thôi vào nhá. Ui, ra màn vậy. Gió to quá các bạn ạ, mình không dám đứng bên ngoài nữa, phải đi chui vào trong bên trong cửa này. À, mở cửa ra nghe tiếng này. Nghe sợ không? Ui, quá khổ. Hai cái mái nhà này. Ôi, không ngờ. Trời ơi, tưởng cái mái đấy là chắc chắn nhất, nó đã bay mất rồi. Bảo cái máy bên cạnh sắp bay, cuối cùng cái máy đấy lại là máy bay trước. Bên kia là cái dàn lan kìa, dàn lan cũng sập rồi. Trời ơi, làm mạt quá. Nên là ba nhà kia đều thiệt hại rồi. Trời ơi, dọn hết cả gai ốc lên. Ui, đang là 12:35 nhé các bạn nhé. Đấy, mà mái nhà bên kia đang vừa mới bay xong. Bố nghĩ thế, bố nghĩ là cái trong nhà đấy nó bay trước. Thế mà cuối cùng cái kia nó bay cả một cái nắp luôn. Sáng trưng luôn cả bầu trời. Trời ơi, dã man thật. Nguy hiểm. Ôi lại nhỉ. Ôi, cái gì đấy? Cái gì? Nhà mình đóng cửa kín rồi mà. Cái gì đập vào cửa nhà mình nè ôi. Một cái miếng gì đập vào cửa kính nhà mình này. May là không vỡ. Không chết nữa, đi vào một chút chết. Thực sự là rất là khủng khiếp các bạn ạ. Đấy, vừa nãy mình không quay được cái nhà dàn năng lượng mặt trời kia cũng đã vừa mới bay mất một số tấm pin rồi các bạn ạ. Đấy, nó đến bất ngờ quá, không thể nào mà quay cho các bạn xem. Bay hết rồi, còn đúng một hai tấm luôn. Cái sức gió như này chắc một lúc nữa rồi cũng sẽ bay hết rồi. Cái nhà của cái mái tôn kia thì lúc đầu cũng nghĩ là nó sẽ bay sớm, nhưng mà không ngờ là cái nhà cao hơn thì nó lại bay trước. Nhà các bạn nghe cái tiếng nổ nó sợ không? Ui, thiệt hại lắm. Nhà có dàn lan, khung lan này, cái tôn ở bên trên, ở bên dưới tét nước kia kìa, cũng lại sắp sửa bung rồi, đang hở mép rồi. Mà hiện tại bây giờ là bão mới bắt đầu vào đây. Dự báo là 13 giờ trưa nay sẽ vào, thì hiện tại bây giờ đang là 12:45 rồi, là đang ở tâm bão rồi nhé. Thế là cái dàn pin năng lượng mặt trời đã bay sạch rồi các bạn ơi. À, không còn một miếng nào luôn. Chỉ một lúc thôi, chỉ 2-3 phút thôi là bay hết. Bây giờ là không còn hướng gió đông bắc nữa, mà chuyển sang hướng đông 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 nam rồi các bạn ạ. Gió bây giờ gió tạt từ cánh trái mình sang rồi, từ bên tay trái sang rồi, còn trước là tạt từ đằng sau, hắt về đằng trước là hắt vào mấy cái mái nhà đằng sau này. Đấy là vào đến vịnh Hạ Long nó còn suy yếu đi rồi đấy. Bao nhiêu núi đá nó chắn nó còn suy yếu đấy. Chứ thì không thì chắc là còn thiệt hại nặng nề hơn nữa đấy.
3 1 2 2 nhà mới lại cái nhà năng lượng mặt trời kia bay rồi, còn cái nhà cũ, cái nhà ở bên bên phải này nữa này, ở bên tay trái này nữa này cũng đang nguy hiểm, cũng sắp sửa bay rồi. Sợ quá. Hy vọng gió nó tạnh đi thôi. Mà bây giờ mới là 13 giờ hơn. Tình hình là còn bão nó còn kéo dài đến cả ngày mai nữa cơ, mà cứ sức gió như thế này là nguy hiểm lắm, còn phải thiệt hại nhiều. Tức là 2 giờ 30 chiều này, cái chậu cây hoa giấy của mình để trên ban công tầng 3 này mà nó còn thổi lệch ra ngoài này này. Tình hình này, cái cây sum này nát bươm, không còn một tí lá nào là nguyên vẹn. Sức gió vẫn thế, mưa có vẻ giảm hơn một chút thôi nhưng mà sức gió vẫn thế. Thỉnh thoảng thì có một chút nhẹ, bình yên hơn một chút nhưng vẫn chưa có gì gọi là suy giảm. Cái mái nhà bên trái này vẫn đứng vững rất là mạnh. Cái nhà ở giữa và nhà bên phải này thì là hai nhà này là coi như là tan hoang rồi. Đường xóm mình này, chỗ này có nhiều lá cây nhất nên là đọng lại mặt lá cây với lại chậu thùng rác này. Còn cái dàn năng lượng mặt trời kia là coi như là bay rồi, là không còn gì để mất nữa rồi. Bên biên phòng thì cái thật vừa thò mặt ra một chút cái hướng gió đông. Cái cần trục của biên phòng đấy các bạn, nó vẫn quay vô định này. Đã màn chưa, vừa phát hiện ra một tét nước nhà ai bay xuống đây này các bạn này. Đấy, một tét nước bay xuống này, đang lắc lư theo gió này. Đây là mới cập nhật tình hình xung quanh xóm mình thôi, chứ còn chưa ra khỏi nhà, chưa biết là xung quanh khu phố phường biết sẽ thiệt hại như thế nào. Sợ quá. Ok, sẽ lại cập nhật xong các bạn nhé. Hiện giờ đang là 4 giờ chiều rồi các bạn nhé, mà sức gió vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm các bạn. Cây nhà mình này đổ hẳn rồi. Bây giờ xóm mình thì không còn cái gì để có thể bay nữa đâu, bay hết rồi. Giờ mưa bắt đầu lại, mưa to lên các bạn.